Anh em cần là pass VIP, pass cao cấp và tất cả các dịch vụ khác, liên hệ ngay số điện thoại Zalo đang hiển thị trên màn hình. Hello, xin chào tất cả anh em và chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trong cái video này thì mình sẽ đi làm lại với con tàu CN2 Kona 5 Nam Trang anh em nhé. Theo yêu cầu một bạn thì mình sẽ đi làm con tàu này cho anh em mà level 15, nói chung là anh em cầy chay đấy. Thì những anh em nào mà level 15 ấy thì anh em sẽ có thể tham khảo qua cái bộ trang bị như thế này nhé. Nói chung thì đây là cái bộ trang bị mình đánh giá là tốt nhất trên con tàu CN2 Kona 5 Nam Trang đối với anh em mà mới lên cái level 15 rồi. Ở đây mình sẽ lắp đó là tên lửa MK2E, mình sẽ lắp luôn cả vào hai khe anh em nhé. Pháo là OTO Neonacdo, súng phóng lựu đó là loại AROC anh em nhé. Ngư lôi thì mình sẽ chơi cái loại Mark 48. Mark 48 này thì chơi rất là sướng. Trực thăng thì mình sẽ dùng cái loại RAT 66 Comanche. Cái này thì anh em sẽ có thể cân nhắc sử dụng những cái loại như là VKZ-19 cũng được. Hoặc thậm chí anh em có thể mang con SV-2 ở cái bậc T2 đi cũng được. Rồi còn phòng không thì mình sẽ lắp đó là full CRAM anh em nhé. Còn đối với một số anh em mà có điểm danh hàng ngày hàng tháng ấy, mà anh em còn có nhận được cái loại tên lửa DF-17 ấy, thì anh em nên lắp cái loại DF-17 vào cái khe X2. Đấy là cái trường hợp anh em có cái DF-17 nhé. Còn nếu mà không có thì anh em cứ lắp full cái MK2E vào cả hai khe luôn cho mình. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đi chiến luôn anh em nhé. Khi mà anh em mà chơi trên con tàu Nam Trang này ấy, anh em mà dùng cái đồ level 15 full giống như mình như thế này, thì mình khuyên anh em là tốt nhất là anh em nên chơi là đi cùng với đồng đội nhé. Đấy, có hai cái lý do chính tại sao mình lại nói như vậy. Cái thứ nhất đó là cái kinh nghiệm của anh em ấy, có thể là nó sẽ không có nhiều. Đấy, anh em đi lẻ thì thực ra nhiều khi đi nó cũng không hợp lý, hoặc là đi bị lỗi ấy, thì sẽ bị bắt chết. Và cái lý do thứ hai ấy, đó là cái bộ trang bị này nó cũng gây sát thương đơn lẻ, nó không quá mạnh đâu. Toàn đồ level 15 hết mà. Cho nên là anh em mà đi cùng với đồng đội ấy, thì nó sẽ giúp cho anh em là gây được sát thương cao hơn, hoặc là nó chính xác hơn là anh em sẽ gọi là hỗ trợ được đam cho đồng đội ấy. Chứ cái đồ này thì anh em không thể nào mà so sánh được với cái đồ level 20 hay là đồ level 25. Chắc chắn là như vậy rồi, nó sẽ không thể nào gây sát thương tốt được. Anh em đi lẻ thì bắn thì nó cũng được thôi, nhưng mà nó cũng lâu chết. Thậm chí có thể là rất lâu rồi nó mới chết. Cái gì đây? Voskop à? Voskop à? Vã liền. Bạn chưa thấy mình. Bạn chưa thấy mình đúng không? Nên mình cứ xả ngư lôi vào mồm bạn. Mình cứ xả ngư lôi với pháo vào mồm bạn rồi. Wow, cẩu thế còn như thế nào nữa. Bạn Voskop này hình như bạn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi. Bạn ấy mất nửa cây rồi. Mình mở map được cái cũng may, mở map sớm đấy. Xa quá nhỉ. Mình không nhớ lắm là cái tầm xa của MK2E trên 10 cây nó có khóa được không. Rồi bây giờ trước mắt là mình sẽ ra đây mình sử dụng Voskop này đã. Ở phía sau thằng Voskop là thằng ngầm. À không phải. Úi dồi ôi, thu xa cốp anh em ạ. À, cho em xin mạng nào, cho em xin mạng. Úi dồi ôi, không được anh em ạ. Đấy. Nếu mà cái trường hợp này nhá, mà anh em mà bị như thế này này, thì anh em sẽ có thể đi lẻ được. Ở đây thì mình không có ý là muốn nói là anh em khuyên anh em nên đi lẻ, mà anh em nên đi cùng với đồng đội. Nhưng mà ở đây là do là đội bạn kỹ năng cũng kém. Đấy, anh em có thể nhìn thấy rất là rõ. Mình check map, mình bắn đến như thế rồi, nhưng mà đội bạn cũng không có check map giả. Thì khi mà anh em mà đã không bị phát hiện tầm nhìn ấy, thì anh em nên chạy càng xa càng tốt nhá. Anh em chạy càng xa càng tốt, tức là để tránh cho đối phương không phát hiện được ra anh em ấy. Đấy, thì anh em có thể bắn và đứng ở xa và chơi được. Còn nếu mà trong cái trường hợp vừa rồi ấy, mà nếu anh em bị phát hiện tầm nhìn, anh em không nên đi như mình nhá. Đây là một số những cái kinh nghiệm hoặc là những cái điều cần phải lưu ý khi anh em chơi. Có đến lúc anh em lại bảo là không nên đi lẻ, nhưng mà ông bắn toàn đi lẻ đấy thì nó cũng khó. Đây là mình không bị phát hiện tầm nhìn thôi. Không bị phát hiện tầm nhìn thì mình cố gắng mình chạy càng xa càng tốt, không cho nó nhìn thấy mình nữa. Chỗ này nó hơi lỏ anh em nhỉ. Chỗ này bắn đội mình. Ủa rồi, có con Agonat anh em ạ. À, bạn ấy chết luôn. Thằng nào nghe nó lỏ thế, nhưng bảo bắn được mấy trăm nghìn đam mà sắp hết trận rồi. Bạn này bạn Yamato này. Nhìn cái đạn bắn này chỉ có con Yamato, không có cái gì khác. Cụ già, bây giờ nhiều anh em vẫn thích chơi già nhỉ. Anh em chơi già vì lý do gì? Em có thể để lại cái phần bình luận được không? Rồi bây giờ là bạn Yamato sẽ chính thức là trở thành một con mồi cho tàu sân bay. Thằng này nó đang ở sau cái thằng đá, mình không có lo lắm. Mình sẽ vòng hàng này bắt chiếc thằng Yamato đã. Sát thương của tàu sân bay là không đủ. Mình có cảm giác là không đủ anh em ạ. Em đang không kin đấy.
đen. Vừa tầm thấy nó xong thì mình không ăn được, chết luôn. Bắn cái gì mà bắn? Bạn lặn xuống đi. Bạn lặn 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 lặn. Đấy, lặn xuống để cho mình cần gây đam. Cái bạn mà cứ nổi lên thằng tàu sân bay nó ăn hết sạch đam của mình đấy. Không được cái kin nào. Chiu chiu chiu. Bạn cố làm cái gì? Bạn nghĩ bạn là ai? Vâng, bạn nghĩ bạn là ai? Vã liền ý, tầm này mình không quan tâm cái ngư lôi của bạn. Đấy, tầm này mình không quan tâm cái ngư lôi của bạn. Mình chỉ quan tâm mỗi cái tên lửa của bạn là bạn cứ ấn lên cái là mình mồi. Thế cho nó nhanh. Ô, nó không chết kìa. Lò vậy ta. Người ta đây. Thôi, hỏng rồi. Đời ạ, mình đang nghĩ quả ấy là sẽ được một kin nhưng cuối cùng lại không được kin nào. Đen thế nhỉ. Ông Kiều cũng khổn thế, ông Giao đứng ông hóng trước ạ. Rồi mình sẽ đi làm tiếp một trận nữa anh em nhé. Nói chung là trận đầu thì sẽ nháp thôi anh em ạ. Nháp tạm một trận thôi. Trận này hy vọng là mình sẽ gặp cái team ở đấy nó cũng như vậy. Đấy, nhưng mà nó sẽ có chút khác biệt một tí. Đó là mình sẽ có 1-2 kin. Bắn quả đấy thì gần triệu đam. Nhưng mà cuối cùng là cũng không được kin nào. Hơi chán. Ở đấy mình đã tính là mình sẽ đi lên tiếp cận vừa tầm thằng ngầm nó gần hết máu. Mình sục cho cái nữa là hít được một kin rồi. Đấy mà có thằng đồng đội ra nó hơn lẫm tay trên của mình. Đáng mẻ thật. Nó ke gì mà ke đúng thời điểm thế không biết chứ nhỉ. Con này mà anh em nắp full cái Sierra này 6 phòng không như thế mà đi cùng với đồng đội nhé. Phòng không nó quá dày đặc luôn. Gần như là cái lượng sát thương anh em nhận lại nó sẽ rất là ít. Thậm chí nhiều khi là nó phá được luôn hết ở trên bầu trời anh em. Đặc biệt là con này mà đi cùng với những dòng như là con CG73 này, Barat này. Đấy, đi con ấy thì quá là tuyệt vời luôn anh em ạ. Trận này có CG72, Nam Trang, Goscope à? CN2004. Ui giời ơi. Vâng, bạn tàu sân bay bên kia tên là Poseidon luôn ạ. Tên hay thế nhỉ? Được. Mình tiếp chiều bạn hết. Dù là bạn là Poseidon fake hay là Poseidon chính hãng thì mình cũng đều là không ngán. Rồi mình sẽ đi sang bên này anh em nhá. Đi check map luôn. Bạn kia là cũng rất là kinh nghiệm đấy. Bạn Goscope là rất là kinh nghiệm đấy. Cái gì đây? Bạn này có chút ngao ngáo à? Đúng, bạn có chút ngao ngáo không? Bạn này đang có chút ngao ngáo đấy. Bạn có biết ở phía sau bên lưng mình là ai không mà bạn Goscope đấy bạn à? Mình đi mình biết là sau lưng mình có cái gì cơ mà. Sao bạn cứ phải cố nhỉ? À, bây giờ thằng tàu sân bay nó bắt đầu nó đi hỗ trợ cho nhưng mà nói chung là quá muộn rồi. Quá muộn rồi anh bạn nhé. Một thằng tàu sân bay thì nó không thể nó be được cho hai người đâu. Đây, giờ lên đây là xử sống luôn anh em ạ. Đấy. Xử sống luôn anh em nhé. Chạy đi đâu? Goscope thì nó chặn đường này, mình chặn đường này. Thế thì theo anh em nó chạy đi đâu, đúng không? Nó là cái kinh nghiệm thực chiến rồi. Bạn có mà chạy lên quận hoặc chắc là Goscope nó ăn rồi. Mình cũng không muốn tham cái mạng này. Mặc dù là mình cũng rất muốn được ăn đấy. Không làm gì được. Đắng mè. Bây giờ thằng tàu sân bay nhá. Đừng có để ta nhìn thấy. Giờ mình sẽ đi ra đây mình hỗ trợ phòng không cho cái thằng Goscope được bao nhiêu gì hỗ trợ anh em ạ. Chỉ có hy vọng mỗi cái serum thôi. Nó chỉ có tên lửa chứ không có súng máy. Kinh quá ta. Bên này thì lao lên hơi sớm. Nếu bây giờ mà tàu sân bay mà bị bắt ấy là xác con mẹ nó định luôn. Anh em đi bắt tàu sân bay thì nên chú ý những cái khe như thế này nhá. Nhiều khi bị chết những khe này nó hơi vô duyên đấy. Mình với bạn Goscope là nghe có vẻ thập cạ đấy anh em ạ. Nhiều khi bắn nhau anh em tìm được những cái kẻ thập cạ đấy. Nó là cái duyên cái số rồi. Bạn tàu sân bay ạ. Có nghĩa là duyên số chúng mình chỉ đến đây thôi. Đấy. Thế hợp cạo.
Mỗi tội là mình mang cái đồ level 15 nên là nó hơi lỏ một tí về cái mặt sát thương. Anh em phải rất thông cảm với mình. Không thể nào mình đọ với thằng Goscope được. Goscope nó mang đồ ngon, chịu rồi. Mà mình không biết là thằng Goscope nó có mang đồ ngon thật hay không, nhưng mình khẳng định là bét nhè nó phải hơn mình. Vì làm gì còn cái đồ nào nó cùi hơn như thế này đâu, đúng không? Goscope là nó sẽ đi nhanh hơn mình đấy. Cho nên là nó, khi nó quay về chỗ mình nó hồi đầy máu là vừa đẹp. Anh em mình canh ti. Mình quá nhỉ. Ui, thằng kia hơn triệu đạn với cả thằng Killin. Anh em phải hết sức cẩn thận với thằng Killin nhá. Đâu ta? À, đây. Ngay trước mặt. Ôi, thế còn một ông nữa bên mình đâu nhỉ? Không sinh ở bể 2 đâu. Đây rồi. Ôi, sao lại chạy à? Đội mình nó mang 6 lòng anh em ạ. Nakimot với chúng tôi à. Thôi bỏ qua đi. Tầm này góc này hơi khó chơi anh em ạ. Tại vì nó có thằng Nakimot nó be. Đây nó máu nhỉ. Máu người ta không biết là ai đang đứng cạnh nó à. Bạn đi lên đi. À, đứng đây là hơi khó nhằn rồi nhá. Bạn muốn ăn thằng Goscope bên mình á? Không có đâu, không có cái mùa xuân đi đâu. Nên bạn mình be ngay, mình đứng đây mình be ngay. Nào, bạn muốn làm gì? Anh em hỗ trợ đam mình một tí nào. Anh em chỉ cần hỗ trợ đam cho mình thôi. Thế là nó chết ngay ấy mà. Mình đã bảo rồi, mình là cực kỳ là hợp cạ với cái thằng Goscope này. Anh em mình tiến lùi nó hợp lý. Bạn hết máu bạn cứ chạy đi. Đến lượt tôi. Bình tĩnh nha. Ôi sỏi ơi. Xử đẹp bạn luôn. Lên đi bạn ơi. Lên đi. Thằng này nó yếu rồi. Chúi đẹp bạn luôn. Đống người lôi vào mồm. Ôi, trận này này may thế này, gặp được đúng không người hợp cả. Mày như mình đang có vẻ liên tưởng đến cái trận trước anh em ạ. Không kin. Vãi thật. Kin thì nó chuyện làm gì thôi bạn nhé. Goscope này bạn chạy đi nhá. Bạn chạy càng xa càng tốt cho mình ăn được một kin nào. Thank you bạn rất là nhiều. Cảm ơn bạn đã nhường cho mình một kin. Cho em xin kin. Ui trời ơi, may quá anh em mà được một kin. Trận này được cái là phối hợp với bạn Goscope nó cũng hợp lý. Chúng ta tiến lùi nó hết sức là hợp lý đấy. Quả đấy bạn Goscope mà chết là mình cũng không ăn được luôn đấy. Tại vì đồ mình hơi cùi. Anh em đi cùng với đồng đội nhiều khi phối hợp nó rất là hay anh em nhá. Nó nên chơi tiếp trận 3 không anh em nhỉ? Cống hiến đi. Cống hiến tiếp, nốt trận đi. Đang miền đất xanh. Được, map này mình cũng rất thích. Chơi khu trục những cái map này anh em là mở map là tốt này này. Những tảng đá chưa khám phá cũng thế. Còn những cái map như là quần đảo Iceland hay là Bắc Cực thì nhiều khi nó còn đấu trí nhau khá là căng. Thôi anh ơi, vào đi. Lại cho một ông boss vào thì nó mất cân bằng rồi. Cảm giác như trận cuối này là hơi bị tụt hứng rồi đấy. Được hai trận đầu đang ngon. Một chiến luôn. Cho con boss vào bên mình luôn. Bên mình đã yếu rồi, mang cái đồ level 15 rồi nó còn cho boss vào. Vị trí này sao nó bựa thế ta? Quá bựa. Kiểm tra qua đội hình anh em nhá. Và như vậy là bên bạn có boss. Bên bạn đi 3 người luôn ạ. Massachusetts, Killin và Nan Trang. CVN78. Bên này thì có Zuikaku. Bên mình vẫn ngon đấy chứ. Kinh nghiệm cho anh em một chút nha. Nếu mà trường hợp gặp anh em mà gặp những trường hợp nó đi đôi hay đi ba như này. Anh em mà tốt nhất là đi từ từ nha. Không nên đi sớm là cái gì. Anh em mà cứ lựa thôi. Lựa đúng cái thời điểm mà chơi thôi. Đừng yên tham. Đấy. Thế thôi. Em cấu được bao nhiêu thì cứ cấu. Chứ đừng nên đi theo kiểu đi một mình. Đi một mình khá là nguy hiểm đấy.
cứ chờ chờ đợi tàu sân bay và đồng đội thôi. Nó đang đi lẻ này anh em này. Đấy đấy, như vậy là trường hợp này là mát xa vị trí này anh em này. Đấy, như vậy là chúng ta đã tìm được một cái mục tiêu yếu để chúng ta tấn công anh em nhé. Cứ tìm được một mục tiêu yếu là chúng ta tấn công ngay. Đấy, thằng này nó có chạy lên quận. Ôi sỏi, ôi sỏi ơi. Thôi thôi, bạn có chết không? Bạn ấy không chết à, sao bạn ấy lì ta? Đấy, đến được bạn này này. Đấy, anh em thấy không? Kiểu gì đội bạn chả phải chết. Mò sang từng thằng một, cho từng thằng về với miền đất mẹ. Trận này lại không kin rồi anh em ơi. Sao nó lỏ thế ta? Đố mãi vẫn không kin ạ. Hay là bây giờ mình không bắn nữa nhỉ? Để cho nó gần chết xong bắt đầu mình dồn đam nhỉ. Đồ level 15 thì dồn đam kiểu gì anh em? Khó của Nam Cường rồi. Cái này là khó của Nam Cường anh em. Quá khó. Một kim. Vâng, vẫn hỗ trợ ạ. Đây nó gọi là liên khúc hỗ trợ rồi. Bắn lỏ ạ. Bắn từ nãy giờ bây giờ chúng ta được 500.000 sát thương. Đắng mè con bè bè. Nào anh ra đây. Em là cho anh nốt phát nữa này. Cái này mà không được kim nào nữa là thôi dẹp luôn này. Mà được kim nào nữa thì cũng dẹp luôn đây này. Đây trận cuối của em rồi. Anh cứ mồi đi. Mồi nó là việc của anh. Còn bắn nó là việc của em. Anh cứ mồi đi. Em vẫn chưa thấy anh mồi nhỉ. Anh mồi đi. Đấy. Ủa, không biết là còn áp sát được không ra. Áp sát thì nó còn gây đam, nó còn sướng sướng. Ôi giỏi ơi, lại hỗ trợ anh em ơi. Ô không phải. Vâng, được một kim. Một kim em nhá. Đấy, như vậy là chúng ta là trận cuối chúng ta đã có lọc rồi. Bắn chay nhiều mà. Dùng đồ kề chay nhiều. Các cụ thương, các cụ cho một kim. Nói chung là cũng thế là rất ok rồi. Con này bây giờ phòng không này. Anh em nhìn thấy 6 cái CRAM này bắn quá phê rồi anh em ạ. Giờ bao giờ thì mình đã đi chơi cho anh em vài trận để con tàu CR2-05 Nam Trang với cái bộ trang bị cầy chay cho cái level 15. Một lần nữa thì cảm ơn tất cả anh em đã xem hết cái video của mình. Và hẹn gặp lại tất cả anh em ở trong những cái video sau.